Để cái làn da của mình nó được đẹp và được khỏe mạnh ấy, thì ngoài cái việc là mình uống bổ sung này, dinh dưỡng này, vitamin này và dưỡng cái làn da của mình với các loại kem dưỡng, thì còn một việc rất quan trọng nữa mà mình không thể bỏ qua được, đó chính là những cái động tác massage cái vùng mặt của mình. Vừa không mất tiền mà lại cực kỳ hiệu quả. Hiệu quả lắm mọi người ạ. Đó, cho nên là ngày hôm nay nhá, thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái động tác hết sức dễ dàng. Mình không mất tiền, trời ơi mình không mất tiền, nhưng nó sẽ có tác động tích cực đến cái làn da của các bạn, giúp cho mình không có những cái nếp nhăn. Ngọc 32 tuổi rồi, đó, và rất chăm chỉ dưỡng da và massage, cho nên là nó gần như là đang được lão hóa ngược lại ý. Trẻ hơn cả những cái ngày còn chưa lấy chồng và ngày sinh viên, thật luôn. Đó đây này, cười này, nó vẫn còn cười tít mắt được nhá. Đó thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái động tác và mọi người hãy nhớ áp dụng nha. Và trong cái massage ấy, thì ở trên cái khuôn mặt cũng như là vùng đầu này của chúng ta có một hệ gọi là hệ bạch huyết, và cái hệ dây thần kinh này ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái việc là làn da của chúng ta có bị trùng rễ hay không, có bị nhăn hay không. Cái động tác massage nó sẽ làm lưu thông những cái mao mạch, giúp cho cái hệ bạch huyết nó vận hành tốt hơn, làm da mình căng bóng hơn, làm tăng sinh collagen. Đó, và khi mà mình massage ấy, thì nó sẽ đánh thức những cái đầu dây thần kinh làm việc hoạt động năng suất hơn. Đó, nên là lợi ích của việc massage là cực kỳ lớn. Thôi ok, bây giờ bắt đầu nhá. Mình sẽ bắt đầu với bước khởi động, đó chính là làm ấm mặt của mình. Trời, dẻo tay chưa? Massage từ trong ra ngoài thật là nhẹ nhàng để làm ấm toàn bộ nha, đánh thức những cái dây thần kinh nha. Rồi, và tiếp theo đó chính là massage vùng trán của mình từ trong ra ngoài, vuốt căng tay ra, không được vuốt xô lệch như thế này, nó sẽ làm nhăn cái vùng trán của mình. Và mọi người lưu ý mọi người nhìn nhá, đó là cái vùng trán của Ngọc á, gần như là nó không có nếp nhăn luôn này, đấy, thấy chưa? Nhất đó là do mình massage, thứ hai nữa đó là mình không hay nhăn trán và không hay cau có mọi người ạ. Tiếp nữa chính là mình sẽ vuốt từ vùng tai, vuốt ra đằng sau gáy, vuốt từ tai vuốt ra sau gáy. Đấy. Tiếp theo đó chính là dùng hai cái má tay của mình để massage cái vùng cổ từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Rồi tiếp nữa vùng má nha, dùng hai tay này vuốt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Và nhớ này, tất cả những động tác massage này tuyệt đối không làm ngược lại nha, có nghĩa là mình sẽ không vuốt từ bên ngoài vuốt ngược vào trong, nó sẽ gây trùng rễ cái làn da của mình hơn. Vùng mắt cũng rất dễ bị nhăn nha, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Đó. Và nếu như bạn có một chiếc máy rửa mặt La Colasuy thì đây chính là một cái bảo bối thần kỳ giúp bạn massage mặt luôn nha. Với cái tốc độ rung là 12.000 nhịp rung một phút và đầu PVC mạ vàng như này á, nó sẽ giúp nè làm rung động cấp độ tế bào luôn, đánh thức tất cả những cái dây thần kinh và những cái mao mạch á mà đang bị tắc nghẽn ấy, nó sẽ được lưu thông. Bạn chỉ cần di một cách nhẹ nhàng thôi. Đó, với cái nhịp rung là 12.000 nhịp rung một phút. Với cái sóng âm á, nó sẽ giúp cho cái làn da của mình được tăng sinh collagen, độ đàn hồi tốt hơn hẳn luôn. Thế là bạn chỉ cần massage và chăm sóc dưỡng da mình một thời gian, bạn sẽ thấy nó cải thiện cực kỳ hiệu quả. Và cái vùng mắt của mình nha, đây mình sẽ đi chậm như thế này này, để xóa bỏ cái phùng nọng cằm và nó sẽ làm giảm thâm hiệu quả. Bạn cứ từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên nhẹ nhàng. Tiếp nữa đó chính là cái vùng nọng cằm này của mình này. Nọng cằm là khoảng tầm từ 25 tuổi trở ra là bắt đầu xuất hiện nọng cằm rồi. Nên là chúng ta sẽ chăm sóc để cái vùng nọng cằm này của mình nó được săn chắc và thon gọn nhá. Mọi người đặt chiếc máy rung ở đây. Đó, với nhịp rung 12.000, nhịp rung 1 phút nó sẽ giúp làm săn chắc các cái vùng da của chúng ta. Bạn hoàn toàn có thể làm những cái động tác massage này bằng tay, hoặc là xịn sò hơn chính là sở hữu một chiếc máy La Colasuy đa năng như này để giúp cái da mặt của mình luôn đẹp và căng bóng nhé.